Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, các sở, ban ngành, địa phương đã có nhiều cách làm mới, chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động có hiệu quả các nguồn lực tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 5 năm liên tiếp. Năm 2016, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Tại Trà Vinh, thực hiện phong trào thi đua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung quán triệt nội dung chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Nghị quyết số 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chỉ thị số 12 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, cụ thể hóa thành văn bản chỉ đạo, từ đó tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông. Hàng năm là công an tỉnh luôn làm tốt cái công tác tham mưu cho tỉnh ủy ban hành nghị quyết, rồi tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch về đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì có đưa ra đó là chi tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông là cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên theo từng năm. Thì từ đó đa số cán bộ đảng viên đều nêu gương chấp hành tốt, tích cực tuyên truyền, vận động cho người thân, gia đình và người dân nên cư trú là có cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là rất cao. Bên cạnh đó là công an tỉnh là chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp giải pháp đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, như bình quân hàng năm là công an tỉnh là chỉ đạo 4 đợt cao điểm và thực hiện nhiều cái kế hoạch chuyên đề, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, rồi huy động tối đa các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kể cả đến lực lượng công an xã. Thì từ đó tình hình trật tự an toàn giao thông của tỉnh Trà Vinh là 5 năm qua là phải nói được là kéo giảm rất cơ bản, 5 năm liền là kéo giảm cả 3 tiêu chí. 5 năm qua, tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động với tinh thần tính mạng con người là trên hết, như an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy, an toàn giao thông cho trẻ em, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Bên cạnh, các lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch chuyên đề và tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đặc biệt là thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện kỹ thuật để tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm nhiều lỗi vi phạm. Đã tổ chức tuần tra, kiểm soát gần 86.000 cuộc, phát hiện xử lý hơn 93.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 142 tỷ đồng. Bên cạnh, cảnh sát giao thông còn kịp thời bố trí đóng chốt tại các địa bàn phức tạp để phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2020, đã uống rượu bia không lái xe, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Theo đánh giá, việc thực hiện cao điểm làm cho ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên, tình hình trật tự an toàn giao thông được ổn định, đặc biệt là số vụ va chạm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia được kéo giảm đáng kể. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một biện pháp mang tính cơ bản, chiến lược, lâu dài và là chiếc cầu nối để truyền tải những chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông đến nhân dân nhanh nhất, hiệu quả nhất. Từ đó, Ban An toàn giao thông đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú,
phù hợp với từng địa bàn, đối tượng và mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được hơn 11.000 cuộc, có trên 712.000 lượt người dự xem, trực tiếp hướng dẫn pháp luật trên 12.000 trường hợp, cấp phát 30.000 cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền, tổ chức 63 cuộc tọa đàm, xây dựng hàng trăm phóng sự, tin bài tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chế tài đối với các lỗi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông. Bên cạnh, chất lượng hoạt động các mô hình, câu lạc bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các địa phương phát huy hiệu quả, góp phần tích cực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong năm 2020, Cảnh sát Giao thông triển khai thực hiện tốt Nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, qua đó tác động mạnh đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Là nhờ vào sự tác động tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông, tất nhiên là các anh thường xuyên tuần tra để xử lý giáo dục, từ đó là một số việc được giải quyết, ý thức của người dân là tác động và chấp hành rất lớn, hạn chế đến mức thấp nhất cái tai nạn giao thông. Trong thời gian qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ổn định. Đó là nhờ vào công tác tuyên truyền sâu rộng trong người dân về luật giao thông đường bộ và ý thức của người dân khi tham gia giao thông ngày càng được nâng cao. Phải kể đến là các anh chiến sĩ công an đã không quản ngày đêm, mưa gió thường xuyên có mặt trên mọi tuyến đường để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Đối với đoàn hội viên thì đoàn lãnh đạo các cấp thường tổ chức các hội thi về tìm hiểu an ninh, pháp luật, an toàn giao thông cho hội viên, để hội viên có nhiều kiến thức về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho đoàn hội viên và có kiến thức vào áp dụng vào thực tiễn. Với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, số vụ va chạm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 5 năm liền được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết. Đối với các ngành thì chúng tôi đề nghị thường xuyên phải quán triệt, giáo dục cán bộ đảng viên nâng cao ý thức, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời là phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông. Trên cơ sở những hiểu biết của bản thân thì cũng đề nghị là các ngành chỉ đạo từng cán bộ đảng viên phải tích cực tuyên truyền vận động người thân cũng như gia đình và người dân nơi cư trú là phải nêu cao cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời là phối hợp tốt với lực lượng công an để thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông là phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp công tác để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong thực hiện đợt cao điểm bảo vệ các ngày lễ Tết và sự kiện quan trọng của tỉnh. Đồng thời là phải lực lượng cảnh sát giao thông là phải tăng cường số lượng ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo lực lượng thường xuyên có mặt trên mặt đường và các tuyến địa bàn, nhất là những nơi có nguy cơ cao là xảy ra tai nạn, cũng như phát hiện kịp thời những lỗi vi phạm và phải xử lý thật nghiêm để là răn đe phòng ngừa và cũng như mang tính giáo dục. Làm sao là để cái thực hiện cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó là cái tai nạn giao thông trong những năm tới là được kiềm chế kéo giảm cơ bản như 5 năm qua. Phát huy kết quả đạt được, mong rằng mọi người tham gia giao thông hãy nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, các ngành, các cấp cùng hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.